sàn giao dịch tiền điện tử được lãnh đạo bởi Justinson, HTX, đã chính thức khôi phục dịch vụ Bitcoin sau vụ tấn công thiệt hại 30 triệu đô la gần đây. Cựu CEO của Binance, John Benzel, có thể phải đối mặt với nguy cơ nhận bản án tù lên tới 10 năm. USDC và Lancy của mạng Terra Lasit đã bất ngờ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn 300% trong tuần qua. BitcoinTeam được cho là đang xây dựng quy trình KYC dành cho nhóm trẻ em từ 4 tới 17 tuổi. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Nhà phát hành đứng sau stablecoin USDC, Circle, đã chính thức hợp tác với gã khổng lồ tài chính SBI Holdings nhằm thúc đẩy việc áp dụng các dịch vụ USDC và Web3 tại Nhật Bản. Trong một thông báo vào ngày 27 tháng 11, Circle cho biết họ đã ký một biên bản ghi nhớ MOU với SBI Holdings. Sự hợp tác này giúp mở rộng chiến lược của USDC sang Nhật Bản. Kế hoạch diễn ra khi chính phủ Nhật Bản sửa đổi đạo luật dịch vụ thanh toán vào tháng 6 để thiết lập các quy định đối với stablecoin, mà Circle tin rằng sẽ kích hoạt việc phát hành và lưu hành stablecoin ở Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Nhật Bản sang nền kinh tế Web3. Được biết, để bắt đầu lưu hành USDC vào Nhật Bản, SBI Holdings đang tìm cách đăng ký làm dịch vụ công cụ thanh toán tiền điện tử và phải được chính quyền Nhật Bản phê duyệt. Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng nóng lên trên toàn cầu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và 15 quốc gia khác gần đây đã nhanh chóng đưa ra các hướng dẫn cấp bách nhằm giúp bảo vệ các mô hình AI khỏi bị giả mạo, kêu gọi các công ty thiết kế mô hình của họ một cách an toàn. Cụ thể, vào ngày 26 tháng 11, 18 quốc gia đã cùng nhau phát hành một tài liệu dài 20 trang, nêu rõ cách các công ty AI nên xử lý an ninh mạng của họ khi phát triển hoặc sử dụng các mô hình AI. Các hướng dẫn này hầu hết là các khuyến nghị chung như duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với cơ sở hạ tầng của mô hình AI, giám sát mọi hành vi giả mạo đối với các mô hình trước và sau khi phát hành, cũng như đào tạo nhân viên về các rủi ro an ninh mạng. Được biết, các hướng dẫn này được đưa ra dựa trên các sáng kiến khác của các chính phủ liên quan đến AI, bao gồm cả cuộc họp giữa chính phủ và các công ty AI tại Hội nghị Thượng đỉnh về An toàn AI ở London vào đầu tháng này, để điều phối một thỏa thuận về phát triển công nghệ mới nổi này. Sàn giao dịch tiền điện tử được điều hành bởi Justinson, HTX, trước đây là Halby, đã chính thức khôi phục dịch vụ Bitcoin sau vụ tấn công thiệt hại 30 triệu đô la gần đây. Trong một bài đăng vào ngày 26 tháng 11, HTX cho biết chức năng gửi và rút tiền đã hoạt động trở lại đối với nhiều loại tiền điện tử như BTC, ETH, TRX và USDT. Phía Justinson cũng nhanh chóng lên bài ngay sau đó, cho biết HTX hiện đang đặt mục tiêu dần dần khôi phục lại chức năng cho các loại tiền điện tử còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành vào tuần tới. Như CryptoLeven đã đề cập trong các bản tin trước, phí nóng của sàn HTX vào ngày 22 tháng 11 đã bị tấn công, ghi nhận thiệt hại lên tới 30 triệu đô la. Được biết, đây là một trong 4 vụ hack chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng trên các nền tảng tiền điện tử được liên kết hoặc kiểm soát bởi Justinson. Trong một diễn biến gần đây, cựu CEO của Binance, John Benzel, được cho là phải đối mặt với nguy cơ nhận một bản án tù 10 năm. Theo một tài liệu mới nhất được nộp lên tòa án, các công tố viên Mỹ đã tiết lộ rằng họ sẽ đấu tranh để đề nghị mức án tối đa 10 năm tù đối với Zhao, xoay quanh các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền thay vì chỉ 18 tháng. Lập trường của các công tố viên được đưa ra sau khi Zhao có động thái chống lại đối với đề nghị của chính phủ về việc giam giữ anh ta tại Mỹ để chờ tuyên án. Đáng chú ý, họ nhấn mạnh rằng phạm vi thời hạn quy định có thể dao động trong khoảng 18 tháng, nhưng Mỹ có quyền tự do đề xuất mức án tối đa lên tới 10 năm tù đối với tội danh của Zhao. Ngoài ra, các công tố viên cũng nhấn mạnh tính chất bất thường của vụ án, thừa nhận sự hợp tác tự nguyện của Zhao trong việc đối mặt với pháp luật ở Mỹ. Điều này đã ảnh hưởng đến quyết định của họ cho phép anh ta được tự do cho đến khi tuyên án theo lịch trình vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng có nhiều rủi ro xoay quanh việc cho phép Zhao quay trở lại UAE. Trong một phiên họp tại DevConnect ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã có những tiết lộ về một kế hoạch toàn diện nhằm cách mạng hóa cơ chế staking của Ethereum và giải quyết các vấn đề quan trọng về hiệu suất,
một trong những điểm trọng tâm trong tiết lộ của Buterin là việc thiết kế lại giao thức staking của Ethereum. Ông thừa nhận những hạn chế ảnh hưởng đến hiệu suất của nền tảng và nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ để nâng cao khả năng mở rộng và hiệu quả của mạng. Buterin đề xuất một loạt thay đổi phức tạp nhằm tối ưu hóa mô hình staking của Ethereum, đồng thời chú ý đến các xu hướng mới nổi trong công nghệ blockchain. Đáng chú ý, Buterin nhấn mạnh ý định tích hợp mô hình thanh toán UTXO, hay còn gọi là đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu, vào khuôn khổ của Ethereum. Động thái này thể hiện sự khởi đầu từ mô hình dựa trên tài khoản hiện tại của Ethereum và có khả năng mang lại những cải tiến đáng kể về khả năng xử lý giao dịch của mạng. Đồng thời, kế hoạch cũng mở rộng sang việc tích hợp các mempool riêng ERC-4337, biên dịch trước mã ZK-EVM và staking thanh khoản. Khi quy trình KYC ngày càng được hoàn thiện, BitcoinTeam được cho là đang bắt đầu chuyển trọng tâm sang triển khai bộ tiêu chuẩn KYC dành riêng cho trẻ em từ 4 tới 17 tuổi. Theo một báo cáo từ BNetwork News, BitcoinTeam đang xây dựng một quy trình KYC độc đáo chỉ dành riêng cho trẻ em trong độ tuổi từ 4 tới 17 tuổi. Điều này cho thấy việc xác minh độ tuổi cũng như sự chấp thuận của cha mẹ những em nhỏ này sẽ sớm được diễn ra. Từ lâu, trong cộng đồng BNetwork đã không thiếu sự tham gia của những pioneer nhỏ tuổi. Tuy nhiên, do chính sách KYC chỉ áp dụng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, nên những tài khoản này hiện vẫn chưa trải qua quá trình xác thực danh tính. Nếu quy trình KYC mới được áp dụng, sẽ mở ra cơ hội khám phá không gian tiền điện tử một cách công bằng cho tất cả mọi người. USDC và LANCY của mạng Terra Lucid đã bất ngờ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn 300% trong tuần qua. Cụ thể, tính đến chiều nay, USDC hiện đang giao dịch quanh mức 0,064 đô la, đánh dấu mức tăng 272% trong 24 giờ qua. Tương tự, LANCY cũng đã tăng hơn 50% trong ngày, hiện đang giao dịch tại 0,00012 đô la. Lý do đằng sau sự tăng trưởng đột biến của những token này đến từ những chuyển đổi tích cực trong mạng lưới Terra Lucid, một phần trong nỗ lực hợp tác của cộng đồng nhằm khôi phục hệ sinh thái trở về với thời kỳ quy hoàng trước đây vào năm 2021. Theo dữ liệu được chia sẻ bởi Terra Lucid Foundation, mạng đã đạt được mức cao nhất về khối lượng giao dịch trong những ngày gần đây, đặc biệt là kỷ lục 589.000 giao dịch vào ngày 22 tháng 11, tăng đáng kể so với mức trung bình hàng tháng là 300.000 trong tháng qua. Tỷ lệ staking trên mạng Terra Lucid cũng đang có dấu hiệu hồi sinh, tăng hơn 15% sau đợt giảm ngắn vào giữa tháng 11. Những cải tiến về tỷ lệ staking và mức sử dụng mạng này cũng cho thấy tâm lý tích cực của người dùng đối với dự án, thúc đẩy sự phục hồi của hệ sinh thái. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,462.000 tỷ đô la, giảm 2,1% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 37.007 đô la, giảm 1,8% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 2.020 đô la, mất 3,1% giá trị. Binance Coin điều chỉnh mạnh về 226 đô la. CryptoLeafen xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.